Đi đâu à? Em sẽ trên đen Đi đâu? Dạ hai đầu đi đâu? Sau khi so sánh hai hình ảnh thấy hình ảnh cậu cả. Giờ mới thấy cậu cả. Ủa? Cậu cả đâu ạ? À? Cậu cả. Cậu cả. Đẹp đẹp đẹp. Đẹp rồi. Đẹp quá. Quý vị khán giả thấy chị Tinh Đen có đẹp không? Con chào khán giả nè. đi. Này ra cục. Ra đường thì cũng cần bốn app: PC Covid, sở sức khỏe điện tử VNID và Y tế Hồ Chí Minh. Thật không đang thông tin vô. Trang đâu? Bệnh viện lại chờ. Bệnh viện lại chờ. Đi đâu ạ? Đâu á? Rồi. Dạ. Dắt có dắt đi không kìa. Rồi để tôi tên đi bỏ xe cẩu luôn à. Tên đi bỏ xe cẩu luôn hả tên? Xe cẩu kìa. Quý bà con có bắt quý chịu nhờ nó trả lời từ vừa xin ra. Đi đâu tên? Đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Đi đây ra đây. Đi đâu ạ? À? Đi đâu? Dạ hai đầu đi đâu? Đang đang đi tắt nè. Đi xe gì? Đi chết nè. Đi xe máy nè. Đi xe máy nổ. Đi xe máy hả? Xe máy nổ. Rồi mới kêu dữ. Dạ kìa. Giờ đi xe máy. Rồi đi xe máy tính. Làm gì tên? Tên làm gì ạ? Hả? Tên bật đầu đẹp đi đâu ạ? Đâu? Chào mua chết gì? Mua chết gì? Đi chết gì? Đi xe hơi. Xe hơi. Đi gì? Đi xe hơi. Xe hơi, xe máy. Sau khi so sánh hai hình ảnh thấy hình ảnh cậu cả. Giờ mới thấy cậu cả. Ủa? Cậu cả đâu ạ? Cậu cả. Cậu cả đâu ạ? Gì này có cái gì mới? Cậu cả hơn chưa? Cậu cả. Mày sẽ nữa đi. Thôi, được rồi. Rồi, chút rồi đi. Nhìn cậu cả. Đẹp không? Đẹp, đẹp, đẹp. Đẹp quá. Quý vị khán giả thấy chị Tinh Đen có đẹp không? Con chào khán giả đi. Này ra cục. Khán giả. Chị chưa thương mấy bà rồi. Đi chích. Tên đi chích, tên không biết đi chích là gì nên tên còn tươi cười. Khi mà tên chích xong. Mẹ ơi dễ. Ra đường thì cũng cần 4 app: PC Covid, sở sức khỏe điện tử VNID và Y tế Hồ Chí Minh. Thật ra thì mình chỉ cần chủ yếu là app PC Covid khi hoàn thiện. Nhưng mà ra ngoài thì nhiều bên thì đòi là Y tế Hồ Chí Minh, nhiều bên đòi VNID, nhiều bên thì đòi sở sức khỏe điện tử, nhưng khi không hề hiện hai mũi. Tin vui cho mọi người, PC Covid đã có hiển thị hai mũi. Đây, mình sẽ mở cho mọi người coi nè. Đây, hay chưa? Mình đã tiêm hai mũi rồi ha, PC Covid á. Rồi giờ đi thôi. Giờ đi thôi. Đi. Đi. Tất cả các link app này mình sẽ đính kèm dưới mô tả cho mọi người tải về ha. Tải 4 app này là đi được rồi. Hiện tại tới bây giờ thời điểm bây giờ em là ngày 14/10/2021. Ok. Đi. Ok Google. Ok. Hey Siri. Of course. Siri. Đi hô. Yeah. Rồi, chìa khóa xe gì đó? Đi đâu á? Đi chợ. Chợ mua bánh gì hả? Đi chợ mua bánh gì. Đi đâu tên? Làm tự nhiên là nó đứng rồi. Cái gì nó nói tên. Đi đâu á? Đi đâu á?
Rồi sao bán sung lắm mà sao xèo rồi. Ủa con tiên đâu? Không đây con tiên vô. Trang đâu? Bệnh miệng lại trời ơi. Cười bệnh miệng lại cho nó bệnh miệng lại. Gì? Có con đang nói nữa hả? Sao có? Con chích mẹ rồi. Đi đâu hả? Đâu á? Rồi. Dạ. Có dắt đi không kìa. Rồi đi luôn rồi. Rồi túc vô rồi. Rồi để tên xuống đi bộ đi. Để đi bộ cho tập quen dần nè. Bên kia cũng coi tôi đi TV nè. Tên đi bỏ xe cẩu luôn à. Tên đi bỏ xe cẩu luôn hả tên? Xe cẩu kìa. Đây, anh sẽ lên, lên xe. Đầu xuất phát. Anh sẽ tin tưởng nó ngon. Tưởng nó đi chơi nữa. Chim chết rồi. Chim bị chết rồi, chim bị thua. Bị chết. Dạ. Rồi, tôi biết rồi. Ta đang lái xe hả ta? Ta đang lái xe. Quay qua đây nào, quay qua trước nè. Nhìn trước. Rồi. Bạn bạn làm được hả? Hả? Bạn bạn làm được hả? Không 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 bạn nữa. Ui, trên bậc làm thấy không? Tiên không bật được. Cha bật được hả? Ừ. Cha bật được đi. Rồi rồi chân lái nè. Cành lái nè. Đang đang đi chích nè. Đi chích nè. Không biết là đi chích nè. Đi chích nè. Cười tên quá à. Ôi, chà nè. Ôi. Bán ở đâu rồi kìa? Ở đâu rồi đó? Nay ta bán đầy đủ hết rồi. Nay cái chốt nãy rồi đó. Đầy đủ hết rồi. Đem đồ đi hết rồi. Ừ. Đem đi nè. Bán ngay, ta bán ngay chốt luôn rồi. Ừ. Thôi, bán cơm cả. Vậy, bán cơm lẩu rồi mà. Nhiều ngày cho bán, cơm ta bán rồi. Ừ. Rồi. Gì mới ra đường mà tại điện khui vậy? Ôi xe lái chạy ghê quá. Nghiền quá. Tin má không tên? Tin thấy xe không tên? Lâu quá không ra đường thấy xe không? Cho mẹ đi đưa nón đây cho mẹ. Mẹ cởi ra đi. Rồi rồi mẹ cởi con trang ra.
chưa, mát chưa? Thơm. Tí nữa Tin Tin đi chích, Tin đừng khóc nữa nha. Nha con. Chích cho khỏe á, là Tin đừng khóc nữa nha. Nha. Một bầu trời xa xôi. Đừng khóc nữa nha hả? Tại sao? Hả? Sớm rồi, 15 ngàn trái. Hả? Thôi về nhờ coi. Hả? Hả? Quay chứ tải rồi hả? Chẳng may con bán. Qua, 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 qua. Xì cẩu quá. Ờ. Qua, xì cẩu. Dữ. Chạy xì cẩu luôn. Sau hơn một tuần rồi kìa, mình không có đường này, cái đường đông rồi nè. Sao xe nóng dữ vậy? 2 tuần rồi. Trời nóng, nóng vậy sao? Nóng quá. Cái áo một chút nữa là Tin mặc hết vừa luôn. Áo quần bin á. Giãn cách mấy tháng. Áo quần bin cơ. Là cái áo giãn á. Tin, anh Tin. Giãn cách mấy tháng là xong luôn. Giúp con nhiều bộ đồ Tin mà không bỏ luôn. Chờ đây. Sao có cũng ngồi trong này nè. Ngày đường xá thấy đông đúc rồi đó. Mình không nghe mình có đi đâu. Tại đi chích cho Tin, hôm Tin lần nay lần nữa không đi ra đường, không có đi chợ luôn. Hôm đi ngày mấy ta? Ngày 4. Ăn nữa đi. Hơn tuần mình mới đi ra đường nữa nè. Bây giờ có đi ra đường đâu? Toàn nhà không? 10. Ủa? Phải. Dừng gì mẹ? Xe dừng lại. Xe dừng lại. Màu xe sẽ chạy. Cái đèn màu gì Tin? Ủa cái xe gì chạy gì kìa? Đèn màu gì? Đèn màu gì ơi? Cái xe chạy vượt quá ghê ta. Đèn màu gì Tin? Đèn màu xe lá cây. Giỡn. Nè. Công nhận xe cái dữ chứ. Tin mà vui là cái gì Tin nói cũng đúng á. Còn Tin mà buồn rồi là cái gì màu gì Tin màu gì hoài luôn. Hãy subscribe.
phố chuẩn bị mở lại từ bình thường mới thành bình thường. Ngày mai 15. Ủa, nay 14 hả? Lẹ chứ. Làm không biết luôn. 15 là ngày mai mở lại bình thường à. Con đừng có nhấn cái nút đó. Trước giờ gờ. Con dặn cái nút đó thôi chứ con đừng có nhấn cái nút kia. Trước giờ gờ thì chúng ta sẽ coi đường phố thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. À, ôm nè. Đi cơm. Hôm bữa mình đi một tuần trước là vẫn còn người nghỉ, người bán luôn. Ừ, ngày bán. Ai bán hết luôn. Trước là chích thì khoảng 60% rồi, đợt này chích 80-90% mà. Anh giờ nó bớt rồi. Mới thấy được cảnh kẹt xe này. Vô chạy kẹt xe mà lại ghế hả? Đi. Không đi có kẹt đâu. Rồi ta đi đâu? Hồi xe nãy giờ chảo ghê luôn, lấn vô hoài luôn. Xe đấy nó thấy kẹt xe mà chỉ cần không la như thế. Hồi xe thấy kẹt xe cái trời ơi. Chạy kẹt luôn này kia. À, sau lưng mình đang kẹt cũng như xe nè. Rồi nhìn qua kiến nè. Ê, ăn cái đó thôi đi mình. Ừ. Rồi, xuất phát, hết kẹt xe. Đây, đưa bánh đây nha mẹ, cầm. Uôn. Ta sẽ đá đèn để chúng ta đi vô Bệnh viện Dã Chiến. Nói chứ đi ngang Bệnh viện Dã Chiến. Đi ngang thôi. Ok. Đây, chúng ta sẽ đi sát đây, chúng ta coi tận mắt cây Bệnh viện Dã Chiến ở đây dẹp đi nha. Nghe nói nhiều chỗ dẹp rồi. Xe nãy giờ mình chạy chậm quá bóp càng rồi luôn. Xe bảy chỗ bên kia. Xe nó chạy nhanh mà. Ừ, chạy một lần ha. Em đã nói anh thằng 71 với cái bảng là xe chở em bé đi rồi sao cho người ta đỡ bóp càng. Đây. Đi nơi. Cận cảnh. Cảnh này không? Đây, đây gần hơn nè. Đó, không gần mà. Đó, bắt đầu từ khúc này là mình nhìn Dã Chiến rồi đó. Cái có dở chứ. Dở đâu chứ. Dở đâu. Dở.